Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin thời sự sáng nay, mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, bằng nhiều giải pháp trong 5 năm qua, tỉnh Long An tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực uy tín đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới và sự phát triển của tỉnh. Theo đó, tỉnh đã đang và sẽ tiếp tục tập trung đào tạo nâng cao trình độ sau đại học đối với cán bộ công chức viên chức, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, ngoại ngữ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn trẻ chuyên gia. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có từ 15 đến 30% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh trẻ tuổi dưới 40 tuổi có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác đối ngoại. Đồng thời tỉnh cũng đã tăng cường thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm, xây dựng và từng bước hoàn thiện khung năng lực và bản mô tả việc làm cho các vị trí việc làm. 100% đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm, đảm bảo nhóm chuyên môn nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.